Cái câu số 11 là một câu về ứng dụng cái tính liên tục của hàm số để chứng minh phương trình có nghiệm. Nó dựa trên cái định lý như thế này này. Chúng ta có một cái hàm y bằng fx nào đó. Nó liên tục trong cái khoảng khi x từ a cho đến b, mà giá trị của hàm số tại a tức là f(a) đấy với giá trị của hàm số tại b tức là f(b) đấy nó lại trái dấu nhau. Đấy. Ví dụ nhá. Ở đâu đó đây là a, đâu đó đây là b, thì hàm liên tục khi x chạy từ a đến b và fa với fb trái dấu, ta cứ giả định là fa thì âm đi, còn fb thì dương đi. Đấy. Như vậy thì hàm số chạy từ âm sang dương mà chạy một cách liên tục không bị đứt quãng thì chắc chắn là nó phải ít nhất đi qua cái trục hành một lần. Đấy. Nó là ít nhất thì thực tế khi chạy từ âm sang dương này, chạy từ điểm này sang điểm này, từ điểm phía dưới trục hoành sang điểm phía trên trục hoành hoặc ngược lại, có thể là từ trên xuống dưới nhé, thì nó đi qua trục hoành phải ít nhất một lần, vì trên thực tế nó hoàn toàn có thể đi nhiều hơn. Vậy thì nó đi ít nhất một lần chứng tỏ là có ít nhất một cái giá trị c nào đó nằm giữa a và b để cho fc bằng 0, hay nói cách khác phương trình fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm nằm trong khoảng từ a đến b. Đấy. Thế vậy thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất vừa nêu, chúng ta đặt fx bằng 2x xỉ mũ 3 trừ 6x cộng 1. Đây là một hàm đa thức và rõ ràng là nó liên tục với tất tần tật mọi cái x thuộc R rồi. Vấn đề là chúng ta sẽ phải chọn ra những khoảng AB sao cho FA thì âm, FB thì dương hoặc ngược lại. Thế thì chúng ta đi nhẩm tính ra nháp trước này. Trong phạm vi từ trừ 2 đến 2 thì chúng ta tính ra nháp các cái mốc. Đây là phần nháp nhé. Là trừ 2 này, trừ 1 này, 0 này, 1 này, 2 này. Đó. Thì chúng ta nhẩm ra những cái mốc nguyên đấy đã. F tại trừ 2, đây, tính ra nháp rồi nhé. Để thay nó vào đây này. Trừ 2 mũ 3 thì trừ 8, trừ 8 nhân 2 là trừ 16. Cộng với mấy nhỉ? Trừ 6 nhân với lại trừ 6 nhân với trừ 2 thì còn cộng với 12. Cộng 12 cộng với 1 thì bằng mấy? Âm 4 cộng 1 âm 3. Áp tại trừ 1 thì bằng trừ 2 này cộng với 6 này cộng với 1 này thì bằng mấy? 4 cộng với 1 là 5. F tại 0 này thì bằng 1. F tại 1 thì có 2 này trừ đi 6 này cộng với 1. Nó ra âm 3. F tại 2 thì chỗ này sẽ là 2 mũ 3 bằng 8 này, 8 x 2 là 16 này. Trừ đi mấy? Trừ đi 12 này. Cộng với 1 thì ra dương. 12, 16 chia 24, 4, 1 là dương 5. Đấy, đây là ta nháp ra. Yeah. Bây giờ ta phải chia các khoảng. Khoảng thứ nhất là lấy x chạy từ trừ 2 cho đến trừ 1. Tức là a bằng trừ 2, b bằng trừ 1. Thì fa âm, fb dương. Đấy, nó đi từ âm sang dương. Cho nên nằm trong khoảng từ trừ 2 cho đến trừ 1. Thì cái phương trình fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm. Nhưng mà từ trừ 1 đến 0 thì không chắc. Không chắc là vì f tại trừ 1 thì dương, f tại 0 cũng dương. Đấy. Cả hai thằng cùng dương thì nó cùng nằm phía trên trục hành. Thì không có gì đảm bảo rằng là nó sẽ phải cắt cái trục hành. Nó hoàn toàn đi thẳng từ điểm dương này sang điểm dương kia. Nhá. Chỉ có lúc nào nó đi từ dương sang âm thì chắc chắn là nó sẽ phải đi qua trục hành thôi. Thì từ trừ 1 đến 0 không được. Vậy chúng ta nghĩ đến là đấy, từ trường cho phạm vi từ trừ 1 cho đến gì? Cho đến 1. Thì F tại trừ 1 dương, F tại 1 âm. Vậy trong khoảng từ trừ 1 đến 1 có ít nhất một nghiệm. Tương tự như vậy từ 1 đến 2. F tại trừ 1, F tại 1 âm, F tại 2 dương. Thì từ 1 đến 2 có ít nhất một nghiệm. Vậy thì có 3 khoảng là từ trừ 1 cho đến 2. Xin lỗi, trừ 2 đến trừ 1. Xong rồi trừ 1 cho đến 1.
vào khoảng thứ ba này. Đấy, 1 đến 2. Ba khoảng này, mỗi khoảng có ít nhất một nghiệm thì ba khoảng sẽ có ít nhất gì? Ba nghiệm, suy ra phương trình có ít nhất ba nghiệm nhé. Set x thuộc khoảng từ trừ 2 cho đến trừ 1. Hàm chắc chắn là liên tục khỏi bàn rồi. Hàm liên tục. Mà f tại trừ 2 thì bằng trừ 3. Chấm phẩy f tại gì? Trừ 1 bằng 5. Đấy, hai cái này cháy, cháy giống nhau. Cho nên suy ra phương trình fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm thuộc phạm vi từ trừ 2 đến trừ 1. Tương tự như vậy thì em xét fx thuộc phạm vi từ mấy nhỉ? Từ trừ 1 cho đến 1. Hàm cũng liên tục. Mà f tại trừ 1 thì bằng 5. Còn f tại 1 thì bằng trừ 3. Rõ ràng hai cái trái, trái dấu. Suy ra phương trình fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm thuộc phạm vi từ mấy? Từ trừ 1 cho đến 1. Và hoàn toàn tương tự, chúng ta biết rằng là phương trình fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm thuộc từ 1 cho đến 2. Đấy, ba cái khoảng này là từ x từ âm 2 cho đến âm 1, rồi từ âm 1 cho đến 1, rồi từ 1 đến 2. Ba khoảng này nó không bị chồng chéo vào với nhau. Đấy, cho nên là ba khoảng này mỗi khoảng có ít nhất ba nghiệm thì suy ra cả ba khoảng sẽ có ít nhất ba nghiệm nhé. Đấy, cái chỗ này là đánh mã là 1 này, cái chỗ kết luận này đánh mã là 2 này, cái kết luận này đánh mã là 3 này, thì tôi bảo là từ 1,2 và 3 suy ra phương trình fx bằng 0 có 3 nghiệm. Ta có thể nói là có ít nhất 3 nghiệm hay là có 3 nghiệm cũng được. Mỗi khoảng ấy có ít nhất 1 nghiệm thì ba khoảng có ít nhất 3 nghiệm, nhưng thực tế đây là phương trình của 3 cho nên nó cũng chỉ có thể có tối đa 3 nghiệm mà thôi. Chúng ta cũng không cần thêm cái câu ít nhất vào làm gì nữa. Ta nói thẳng là vậy thì nó có 3 nghiệm.